Rồi em xin chào cô chú anh chị mình ha. Hôm nay nhà vườn lên giao lưu cô chú anh chị mình mai chiếu thủy trung nu nha cô chú anh chị. Nè, hàng già cây thần chậu ha. Siêu già luôn. Già cây này, đế này. Quá tí già luôn. Cốt to thì bá luôn. Cốt nó mặn tỏ luôn nha. Thẹo cũng kính, không phải kính mà cũng kính luôn. Cũng mặn lắm. Rất là tốt luôn. Cốt to. À, đế cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. Cây cũng đều ha. Cây vỏ cây nó đẹp vô chậu, hừng chậu, rễ ra quá trời luôn. Cây lùng lực luôn nha. Đế đẹp luôn á. Phơm tàn dày phơm. Đây em đưa gần cô chú anh chị coi cái dạng đế đường thân trước nè. Thân cong, cây phôi xử lý lùng lực ha. Cốt nè, cốt mặn tỏ luôn nha cô chú anh chị. Sẹo cuốn mép rất là tốt nha. Đó, mặt trước và mặt sau của cây đây. Đế nè. Cốt nè. Sườn mình dưới đây dây tụi em bấm chân hết rồi ha. Vậy cô chú anh chị chơi thời gian nữa tháo hết dây được luôn nha. Đó. Phơm nó đây. Dày phơm rồi nha. Rồi để bây giờ em xay vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 1B nha cô chú anh chị. Thì cây cũng đang có phân hữu cơ nhẹ ha. Vậy cô chú anh chị mình có muốn ép hoặc thay chậu khác mà mình động cái bầu rễ nó nhiều thì mình chờ tầm 10 ngày nữa nha. Rồi bây giờ em báo thông số của mã 1B nha. Cái hoành gốc, cái hoành gốc nó ở đây là 17,5, tính gần 18, tính 17 thôi. Hoành gốc là 17, chiều cao của cây là 21, hết tán ngang của nó là 45. Thì mã 1B này em giao lưu với cô chú anh chị mình đó, là 580k nha. 580k là nhà vườn bên đây bao ship nha cô chú anh chị đó. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 2B. Rồi em lên tiếp mã 2B nha cô chú anh chị. Mã 2B cũng là một cây mai chiếu thủy trung nu luôn nha. Đây, thì cũng lùng lực, cốt cũng khá nè. Đế đẹp nha, thân cong luôn ha. Đây, đem xây về dòng em sẽ báo thông số của mã 2B nha cô chú anh chị. Dạ, cây thần chậu ha. Phơm tàn mịn phơm nè. Đây, em đưa gần cô chú anh chị coi cái dàn đế với đường thân mặt trước ở đây. Dây bấm chân này ha, đế đẹp nè, thân cong lùng lực ha, rồi mặt sau nó đây, sườn mình dưới đây, cốt to nè ha, cây làm gõ cây đó, thẹo thì cuốn nó nhiều, thân dạ. Cong nha cô chú anh chị, dạ cây, phơm này, mịn phơm này ha, rồi để bây giờ em xay một hai vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 2B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 2B nha. Cái hoành gốc, cái hoành gốc nó ở đây là 14, chiều cao của cây, chiều cao của cây là 19, hết tán ngang của nó là 39 nha. Thì mã 2B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 3B nha cô. Rồi em lên tiếp mã 3B nha cô chú anh chị. Mã 3B cũng là cái mai chiếu thủy trung nu luôn nha. Thì quá tí già. Dạ cây nè. Đấy đẹp cốt cũng to luôn nha tao ơi. Cốt mừng tay cái luôn. Rõ cây lắm. Đấy đẹp luôn. Thần chậu luôn. Cái cây này về cái độ già, cái phơm của cây khỏi bàn tới nữa rồi. Cốt nó cũng bự luôn. Trong về chỉ tỉa rồi chơi dây đã bấm chân muốn hết rồi chơi chỉ tỉa lại ha, chơi thời gian nữa mình tháo hết dây được luôn nha, cũng có thể bấm được nữa nhưng mà này tại tụi em sợ đế bên vận chuyển rồi nữa nên là mình về mình chơi thời gian nữa mình tháo hết được luôn nha cô chú anh chị. Dàn đế mặt trước nè, đường thân nè, chân cốt của cầm một nè, to nè, sẹo cuốn rất là tốt nha cô chú anh chị. Cái dàn đế mặt sau ở đây, xương dưới đây là chân cầm to nè, sữa hai ba nước dây luôn ha, xương nhâm rất là nhiều luôn, phơm này, mịn phơm nha. Rồi để bây giờ em xay vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã 3B nha cô chú anh chị. Hàng già cây thần chậu ha, nhà đế cũng đẹp luôn nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 3B nha. Cái hoành gốc nó ở đây là 14,5 tính 14, hoành gốc là 14. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 21, hết tán ngang của nó là 38. Thì
thì mã 4B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 4B nha. Rồi em lên tiếp mã 4B nha cô chú anh chị. Mã 4B cũng là một cây mai chiếu thủy tung nu luôn nha cô chú anh chị. Rõ cây thật lắc, cốt to. Cốt to nè. Hẹo cũng rất là mạnh. Cũng mạnh, gốc to luôn nha cô chú anh chị. Cây sạch sẽ không chá tục. Vì cái độ già, cái độ phơm của cây thì khỏi bàn nó chịu rất dài. Chứ là cây thân chậu ha. Này, em đưa gần của chú anh chị coi cái dàn đế mặt trước với đường thân đó đây. Dàn đế mặt trước này, đường thân cốt to nha cô chú anh chị. Mặn tỏ luôn nè. Sẹo nhỏ cuốn rất là tốt nha cô chú anh chị. Rồi mặt sau nó đây. Cốt to ghê chà. Cốt to nè. Cái sẹo mặt cắt trên đây ngọn đây là cuốn kính luôn nè. Còn dưới đây. Đó, okay. Xương bên dưới đây. Cây mướt lắm. Này xương chăm cây tỉ mỉ, sửa chi tiết rõ luôn. Phơm tàn nè. Mịn phơm ha. Rồi để bây giờ em xay vài vòng nữa thì em sẽ báo thông số của mã 4B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 4B nha. Cái hoành gốc nó đây. Hoành gốc nó đây là 19,5, em tính 19 thôi. Hoành gốc là 19. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 21. Nó tan ngang. Nó tan ngang nó là 46. Thì mã 4B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 5B. Rồi lên tiếp mã 5B nha cô chú anh chị. Mã 5B cũng là một cây mai chiếu thủy trung nu luôn nha. Cốt to nha. Đẹp ha. Đế đẹp. Đế đẹp nè. Sẹo cuốn tốt nha cô chú anh chị. Dàn đế với đường thân mà sao nó đây. Phơm tàn mịn phơm nha. Rồi để bây giờ em đưa gần của chú anh chị coi cái gì à? Cái dàn đế với đường thân mặt trước đó này. Dàn đế đường thân cốt to, sẹo cuốn rất là tốt nha cô chú anh chị. Mặt trước rồi mặt sau nó đây. Đế mặt sau cũng đẹp luôn nha. Xương bên dưới nè. Cốt to nè ha. Bấm chân hết rồi ha. Xương dầm rất là nhiều nha. Rồi cái phơm nó đây. Mịn phơm ha. Rồi để bây giờ em xay vài vòng nữa thì em sẽ báo thông số mã 5B nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 5B nha cô chú anh chị. Báo số 5B nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Cái hoành gốc. Hoành gốc nó ở đây là 15,5, em tính 15 thôi. Hoành gốc là 15. Chiều cao của cây là 22. Hết tán ngang của nó là 40. Thì mã 5B này em giao lưu với cô chú anh chị mình á là 580k nha. 580k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 6B nha. Rồi em lên tiếp mã 6B nha cô chú anh chị. Mã 6B cũng là một cây mai chiếu thủy trung nu luôn nha. Cây này đế đẹp quá ha. Đế đẹp nè. Thân cũng rõ cây lắm nha cô chú anh chị. Cốt to. Cốt to sự rõ cây lắm cái nha. Cái này làm chi tiết làm tới chi hứ luôn. Phơm tàn thì khó bàn. Cái nào cũng như cái này, cái nón lá hết rồi. Vậy phơm lắm. Đây, em đưa gần của chú anh chị coi dàn đế mặt trước nè. Nè, dàn đế mặt trước nè. Đường thân cốt này, cốt to nha. Rồi mặt sau nó đây. Dàn đế mặt sau, đường thân cốt to nè. Đó, xương dâm rất là nhiều nha. Đây, cái dàn phơm nó đây. Dàn phơm, đang cho hoa luôn nha cô chú anh chị. Rồi, để em xay vài vòng nữa thì em sẽ báo thông số mã 6B nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 6B nha cô chú anh chị. Cái hoành gốc nó đây. Cái hoành gốc nó ở đây là 12,5, em tính 12 thôi, hoành gốc là 12. Chiều cao của cây là 20. Hết tán ngang của nó là 41. Thì mã 6B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị.
cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mà 7B nha. Rồi, lên tiếp mà 7B nha cô chú anh chị. Mà 7B cũng là một cây mai chiến thủy trung ngu luôn nha. Cái này cái đường thân cái đế quá trời đẹp. Đế đẹp. Đường thân đẹp, chân cốt cũng to nha cô chú anh chị. Sẹo cuốn rất là tốt nha. Để bây giờ em xây vài vòng em đưa gần cô chú anh chị coi dàn đế, đường thân phơm tàn như lại dàn xương bên dưới nữa nha. Cây già thần chậu ha. Này, đây, cái dây vàng đế mặt trước đây, đường thân thân cong ha, cốt chân cốt to nè, mặt trước rồi mặt sau nó đây, này, đế đẹp nè, xương bên dưới đây, sửa hai bên nước dây luôn ha, chân cốt to này tụi em cũng bấm chân dây rồi nha cô chú anh chị, gõ cây, xương dâm rất là nhiều luôn, cây làm chi tiết chứ không phải cây tỉ chung, phơm đây, dày phơm ha, rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo qua. Thông số mà 7B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mà 7B nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Cái hoành gốc nó ở đây là 12. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 10 và là 20. Hết tán ngang của nó là 38 nha. Thì mã 7B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 8B nha. Rồi em lên tiếp mã 8B nha cô chú anh chị. Mã 8B cũng là một cây mai chiếu thủy trung nu luôn nha. Cây già. Dạ cây ở cái sẹo đây cũng kính rồi, sẹo ngọn cũng kính luôn nha cô chú anh chị. Dạ cây lắm. Sẹo đây cuốn rất tốt nha. Dạ cây đế đẹp luôn nha. Chân cành cái này to nha cô chú anh chị. Để em xây vài vòng mình đưa gần cô chú anh chị mình coi cái dàn xương, cái dàn đế với lại phơm tàn đó nha. Này, cái dàn đế mặt trước đây. Này, đế mặt trước cốt này. Sẹo cuốn kính này ha. Đó, sẹo đây cuốn rất là tốt nha. Rồi mặt sau đây, đế mặt sau. Đường thân chân cốt đây, chân cốt to ha. Cốt to. Dạ lắm. Xương bên dưới đây, xương dâm rất là nhiều nha. Phơm nó đây. Mịn phơm ha. Rồi để bây giờ em xây về dòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã xa 8B nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã 8B nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Cái hoành gốc nó ở đây là 15. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 21. Hết tán ngang của nó là 39. Thì mã 8B này em giao lưu yếu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 9B nha. Rồi em lên tiếp mã 9B nha cô chú anh chị. Mã 9B cũng là cây mai chiếu thủy trung nu luôn nha. Cốt to hả? Trời cốt to nè. Thân cây này đế đẹp nha cô chú anh chị. Cây cũng lùng lực nha. Già cây lắm rồi. Thân nổi gần đế đẹp, em xây gần vài vòng em đi gần của chú anh chị xem dàn đế cái dàn xương với phơm tàn nó nha. Đây em đi gần của chú anh chị coi dàn đế nè, đế đẹp gốc to nha cô chú anh chị, đường thân cây đẹp lắm nha, cốt to nè, mặt trước rồi mặt sau nó đây, chân cốt to nha cô chú anh chị, cốt to xương bên dưới đây. Xương dâm rất là nhiều nha, phơm tàn đây, mịn phơm ha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa thì em sẽ báo thông số của mã 9B nha cô chú anh chị. Hàng đẹp già cây ha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 9B nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Hoành gốc nó ở đây là 16. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 20. Hết tán ngang của nó là 43 nha. Thì mã 9B này em giao lưu yếu của chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 10B. Rồi em lên tiếp mã 10B nha cô chú anh chị. Mã 10B cũng là một cây mai chiếu thủy lá trung luôn nha. Trung nu ha. Đế này đẹp nha. Gốc to nha cô chú anh chị. Cốt cũng to luôn ha. Đem xây vài vòng rồi em đưa gần cô chú anh chị coi cái dàn xương bên dưới với mặt đế nó nha. Cốt to lắm. Cốt to, phơm tàn, mịn phơm. Đây, đưa gần của chú anh chị coi cái dàn đế mặt trước này.
đường thân nè, cốt to nè. Đó, rồi mặt sau nè. Đấy đẹp ha. Xương dưới nè, bấm chân dây nè, cốt của mình cũng tỏ luôn nè. Đó. Phơm nè. Mịn phơm nha. Quá tí mịn không? Đó. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa thì em sẽ báo thông số của mã 10B nha cô chú anh chị. Lô này nó già, dữ lắm già. Già cay lắm ha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 10B nha. Cái hoành gốc nó ở đây. Hoành gốc nó ở đây là 17. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 23. Hết tán ngang. Hết tán ngang nó là 44. Thì mã 10B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn bên đây bao xếp nha cô chú anh chị. Cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 11B. Rồi em lên tiếp mã 11B nha cô chú anh chị. 11B cũng là một cây mai chí thủy tung nung nha. Cây đế đẹp nha cô chú anh chị. Đế đẹp hả? Đế đẹp. Chân cành to với cốt cũng khá to nha. Dạ. Để em xây vào dòng bên gần của chú anh chị coi cái dàn đế mặt trước mặt sau. Cái phơm tàn với lại cái dàn xương bên dưới nó nha. Thì đây cái dàn đế mặt trước đây. Đó dàn đế mặt trước nè. Chân cành to nè. Dây cũng bấm chân rồi nè. Bỏ cây á. Nét cây lắm nha. Rồi cái mặt sau nó đây. Chân cành to nha cô chú anh chị. Thì đây có cái vết sẹo mặt cắt ở đây, có một rãnh tí xíu à. Cú mép rất là tốt, bôi keo rồi vô xử lý. Có, bảo rồi thôi chứ nó không ảnh hưởng gì hết. Xương bên dưới này. Cốt cành to nha cô chú anh chị. Nè, phơm nó đây. Trời cái này thì phơm dày lắm nha cô chú anh chị. Bất ngược luôn. Rồi để em xây về dòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã 11B nha. Rồi bây giờ em báo thông số mã 11B nha cô chú anh chị. Đây, cái hoành gốc nó ở đây. Cái hoành gốc nó ở đây là 14. Chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 20. Hết tán ngang của nó là 39. Thì mã 11B này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha. 580k là nhà vườn bên đây bao ship nha cô chú anh chị. Đó, cả cây lẫn chậu luôn nha. Thì mã 11B này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ với mình em ha. Rồi em xin cảm ơn rất